Xin chào các bạn, mình là Đoàn Áp Zoom. Mình đang cầm trên tay chiếc Samsung Galaxy J5 Prime. Thì cái máy này mới sách tay nước ngoài về nên đang bị khóa SIM. Để lắp SIM vào thì khởi động lại nó sẽ đòi mã code. Còn ở khi vuốt thành trạng thái xuống nó sẽ báo là đây, thẻ SIM không hợp lệ. Mình vừa unlock chiếc máy Samsung Galaxy J7 J5 Prime xong. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Thứ nhất là 3G lên OK. Mình vào mạng. Đó. 3G OK này. Mình sẽ thử gọi điện sang số của mình. Để xem ba con một nhá. Ok, đã chụp. Ok. Unlock như thế này là vĩnh viễn luôn. Các bạn có thể lắp SIM nào cũng được, phủ bản gốc của máy cũng không sao cả. Thông tin này, trạng thái này, trạng thái của thẻ SIM, mạng Viettel. Rồi, xin chào các bạn, nếu bạn nào mà có nhu cầu unlock SIM các dòng điện thoại sách tay từ nước ngoài về thì có thể liên hệ bên mình, search Đoàn Áp Zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên.